Ok, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip đi thử mở viên capsule le hồng nha anh em. Đấy, giờ mình sẽ đi qua đảo Kame, mình sẽ mua một viên nha anh em. Ok, đây nick mình là 7 good boy nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi mua một viên để mở xem nó ra cái gì nha anh em, để giống như kiểu mình là chuột bạch ấy. Đấy, để đi thử. Ok, giờ mình sẽ đi mua, không mua được viên nữa. Thì mình sẽ đi nếu mở cái này mình ra hình mình sẽ nạp tầm 150 ngọc để mình mở tiếp nhanh nha anh em. Phải trang gì đấy, khá là nhựa nhựa quá anh em ạ. Anh em đợi mình đi nha, mình sẽ đi mở cái cải trang capsule hồng tiếp theo nha. Ok, mình đã quay trở lại đây. Giờ mình mới mua cái thẻ cà rốt anh em ạ. Đấy, mua thẻ cà rốt 100 để nạp vào chuẩn bị mở nhận thêm một cái capsule hồng tiếp theo ấy. Đấy, để mở xem được cái gì không nhá. Chứ mở cái kia đầu tiên đen quá anh em ạ. Không phải gọi là mắc nhọa luôn ý. Không biết cái viên tiếp theo được cái gì không anh em nhỉ. Đây là mình sẽ thử nhá. À, trước khi mở thì mình có cái này quảng cáo tí là mình có bán vàng ngọc 7/7 nha anh em. Đấy, vàng mình bán là 100k thì 100k thẻ ấy, thì anh em được 300 triệu vàng nha. Còn là 100k thẻ thì anh em mua ngọc thì được 600 ngọc nhá. Anh em nào cần thì cứ inbox qua Facebook với Zalo của mình nhá. Đấy, còn anh em nào có nick mà bán thì cứ inbox qua Facebook Zalo của mình nha, mình sẽ nhập giá đẹp cho anh em luôn nha. Đấy, nick này thì phải từ với sư phụ thì 60 tỷ thôi nhá anh em. Đấy, không biết bùa bà hắn nick còn nhiều không nhỉ. Để mình xem đã. Câu kéo tí. Đấy, bùa mình vẫn còn đây. Để xem thời gian online thì được bao lâu nhá. Nick này thì online được bao nhiêu nhỉ? Ui, 1180 giờ rồi. Cũng khoảng tầm ấy, cũng khá là nhiều đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mở nốt viên capsule hồng này nha anh em. Đây là cái gì không? Viên trước mở thì được cái cải trang pan này, trông cũng khá là bình thường. Đấy, để mình cắt thế giới cho này. Cải trang cùi vãi cả. Vãi là VC. Cải trang cùi VC. Bây giờ mình sẽ mở tiếp nha. Cầu mong ra Bulma anh em ạ. Cầu mong ra cải trang Bulma nha anh em, cùng hóng nè. Xem bàn tay đen đùi của mình xem có được cải trang Bulma không nhá. Mà lạ. À. Đây. À, mắc nhọ luôn, trả đời quá. Chắc không dám mở nữa đâu anh em ạ. Đấy. Mở được hai cải trang này mình mở tốn ngọc ra lắm anh em ạ. Trả được cái gì mà cải trang là có hạn nữa. Cái cải trang này mà vĩnh viễn thì cũng mình cũng thấy ok đấy. Nhưng mà cải trang toàn cải trang ngày nên mình cũng chán, mình không muốn mở đâu. Đấy, clip mình đến đây nhá. Ok, bye anh em.